tìm hiểu thì cái chuyện quan hệ em không thích, là em là cho em cho em nói trước lại em không cho quan hệ luôn á. Vậy ha, vậy là điều đó tốt đó, không cho quan hệ, mất được làm trước mất làm sao, em nói thật không cho quan hệ. Nhưng nữ nam thì cũng được. Dạ trời ơi, mà vừa muốn tìm một công việc làm, vừa muốn tìm bạn đời, có cái chợ ở, đúng không? Dạ đúng rồi. Là người đó là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi vậy? 30 hả? Lớn tuổi cũng được. 30 đến 65 ha? Hay 70 được không? Trẻ hay lớn tuổi gì cũng được. Chà. Em vào xin kính chào quý ông bà, cô bác, quý anh chị. Thì hôm nay em Yến có nhờ vào quay clip là muốn kết nối tìm một người bạn đời, bạn trai. Thì Yến có thể giới thiệu về bản thân của mình là Yến năm nay là Yến bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay là 31. 31 tuổi ha. Ở dưới là 32. Rồi. À, âm lịch là 32 tuổi. Rồi Yến muốn mong muốn một người bạn đời, bạn trai mình như thế nào? Là một người bạn san sẻ giúp đỡ coi như là một phước á. Vì tiền bạc á. Để mình có thể giúp đỡ mình đi làm lại được. Dạ, dạ con không muốn được. Tại vì em đang thất nghiệp, với lại không có tiền nhiều trong túi để có công việc ổn định nữa. Dạ em cũng làm đi giúp việc việc cho anh ta. Rồi giúp việc tháng đâu có nhiều đâu. Tại em nói chung giúp việc cũng khổ. Yến năm nay là 31 tuổi ha, là muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ người bạn thôi. Bạn là chia sẻ thôi. Chẳng người bạn tâm sự. Còn nếu mà đòi hỏi á về chuyện ví dụ quan hệ hay gì á là phải cưới hỏi. Dạ. Là phải phải có trách nhiệm. Phải trách nhiệm ha. Dạ em đâu, em nói là em không có làm gái nè. Có trường hợp mà em bị hiểu lầm là em không có làm gái. Mà cứ người ta mới nói em làm gái là em thấy không đúng. Tại vì em không có không biết làm cái đó cái gì mà cũng không biết cái, em không muốn liên quan gì đến việc làm gái đó. Ý Yến á, nói là một người mà bạn trai rồi có trách nhiệm là quan hệ trai gái là phải cưới Yến luôn chứ không phải là bỏ tiền ra là dạ, để trời bỏ quan hệ à là dạ, rồi đúng không mà bây giờ bụp là cưới luôn đúng không, bụp là cưới hả? À, vậy giống vậy là bây giờ dạ, ai làm đám hỏi đám cưới đi rồi lúc đó mình mới tính chuyện đó. À là bắt buộc phải làm đám cưới trước là mới cho đồng phòng qua chút. Dạ thì làm đám cưới đi rồi cái hãy tìm hiểu rồi đó. Sáu bảy mười tuổi rồi không, suy nghĩ kỹ chưa? Bao nhiêu tuổi, Yến tuyển bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi? Và sau khi em chưa em bổ sung là không lớn tuổi cũng được. Lớn tuổi là khoảng bao nhiêu? Nhưng mà em bổ 65 tuổi đã có điều kiện được rồi. 60 tuổi được không? 65 tuổi được không? 65 á hả? Được. Được luôn hả? Bây giờ là anh đó đến với em là yêu cầu là bây giờ là cưới liền. Dạ không. Ý em nói khi mà muốn đòi hỏi cái chuyện mà đầu quan hệ hay cái gì đó em có chuyện cái gì. Đòi quan hệ dục thì phải cưới mới là đòi hỏi được. Là trong cái thời gian tìm hiểu cái chuyện đó, là ngưng đúng không? Cho em nói trước là cái chuyện đó là thật sự em không có thích chuyện đó. Nhưng mà em thấy giờ cưới nhau mới có con thôi mà. Cưới nhau mới có con, ví dụ giờ chị em mới cần tìm bạn chắc san sẻ thì tiền bạc thì san sẻ thì tâm sự bạn đời á. Bây giờ thí dụ một người đó mà 60 tuổi mà 65 tuổi mà người ta đi phụ hồ có chịu không? Mà không ghen nha. Không ghen. Nếu mà thương thiệt người ta không ghen đâu. Thí dụ bây giờ nè, em bây giờ không có nhà cửa nè, có chú nào ông ở dưới quê không có nhà, ông làm nông làm ruộng gì đó. Ông rước ba em với em về, em có chịu về không? Làm đám cưới luôn á. Làm đám cưới thì lúc đó rồi em chưa nói là đám cưới đừng, em không phát triển quan hệ, nhưng mà nếu mà lỡ có phải là sao khi cưới hỏi. Yến có biết không, tại vì Yến tiễn như thế này nè, mình nói là yêu cầu á thì chắc chắn sẽ có người ta thấy được, có những người như những người anh nói đó, cũng có thể mấy chú mấy anh rồi vợ mất ly dị rồi đó, thấy em như vậy nè, thấy em thương với ba em á, nhà ta có nhà cửa ta rước em về, là chuyện đó có thể khả năng xảy ra. Bởi hôm nay anh hỏi á, bây giờ ví dụ có ông chú nào đó 60 tuổi mà làm nông rước ba em với em đòi cưới em chịu không? Thì, không phải là đại gia đại giết gì đâu nha, làm nông không phải đại gia hả? Về làm ruộng có rúa ăn rồi
không, ví dụ hỏi chú đó là em làm cho người ta được không, làm bao cơm mà ví dụ định không khả năng người ta cho nhiêu ta cho. Em làm vợ cũng được đó chứ không phải làm bao cơm. Làm vợ hả? Vậy làm vợ không cái đã nói em không thích chuyện đó mà nếu muốn đó, thì sao cưới hỏi người mình tìm hiểu khoảng thời gian thì anh cũng có con thì cưới đi rồi mới đợi có con. Thì tìm hiểu thì cái chuyện quan hệ em không thích là em cho em nói trước lại em không cho quan hệ luôn á. Vậy là điều đó tốt đó, không cho quan hệ mất được lần trước mất lần sau em nói là không cho quan hệ không cho. Hiện bây giờ là cái tình trạng của Yến như thế nào về cái của mất lòng trước chứ được làm sao bây giờ là cái tình trạng của Yến như thế nào, là có một ba già năm nay là 72 tuổi ha, chỉ một đứa con mấy tuổi, một đứa con bây giờ cũng hơn 4 tuổi rồi. 4 tuổi ha. Bây giờ là Yến có cái yêu cầu về người bạn trai không, hay là chỉ cần anh nào thương với mình thôi, 60 tuổi đổ lại là chấp nhận là làm đám cưới là em cưới hả? Giúp đỡ mình về tiền bạc rồi ăn uống này kia, nhưng mà em đi làm cho người ta nữa. Anh biết đi rồi. Đi làm á chứ không có làm gái. Anh hiểu rồi. Yến bây giờ là Yến đang khó khăn. Cần về tiền nào? Bạc để đi làm thì coi nếu mà cô chú Mạnh Thường Quân có giúp đỡ được cho con thì con rất cảm ơn, để con phụ giúp cho con có tiền con đi làm phụ giúp cho ba con. Thì hiện tại con cũng đi làm mà ta nói chung người ta cũng khổ, người ta giúp được ăn cơm thôi. Ta cũng có cho tiền mà nếu người ta rất là khổ người ta cũng san sẻ. Cái mong muốn của Yến là tìm được một người giúp đỡ, mà bây giờ tìm chồng vẫn tìm luôn đúng không? Dạ, nếu mà họ thấy hợp là Yến chấp nhận là Yến đi làm vợ đó hả? Thì Yến nói là bây giờ anh nào thương em làm vợ như mình cũng giống như người giúp việc nhà vậy đó. Thì vợ là giống như người giúp việc nhà thôi, thì chồng đi làm con cái thì chồng đi làm thì vợ ở nhà cơm nước nè, cơm nước giặt giũ. Chỉ là tìm bạn, người bạn đời chứ em không có tìm người để quan hệ, tìm người bạn đời. Bạn đời là bạn là như em thế có thể, ví dụ bạn ở đời là trong sáng hả? Đúng rồi, trong sáng. Người thí dụ người ta muốn trong tối thì sao? Đang cần người làm phước để giúp cho tiền bạc công việc ổn định á. Cái đó gọi là bạn chi kỷ á ha. Bạn chi kỷ. Bạn chi kỷ, còn bạn mà yêu đương em không có yêu. Vậy sao sao vậy? Dạ không, em không muốn có con đâu. Bây giờ Yến đâu cần thiết cho con, bây giờ mình ngựa mà. Bây giờ nè, Yến mong muốn người chồng của mình như thế nào? Nhờ người chồng là ai mà thương thiệt mà làm phước á. Tại vì em hiện nghèo không có dám mơ mộng gì chuyện đó, hiện tại em chỉ biết lo đi làm thôi cho bản thân mình. Nếu mà có dư á thì gửi về cho cha. Bây giờ là nếu có anh nào mà cu mang ba em mà con của em là em chấp nhận nó làm chồng ha. Dạ làm là về sống chung ha, là gọi là đi làm gọi một người là bạn thôi, bạn đời thôi chứ không phải là cái người mà giải quyết chuyện quan hệ nha. Giống như lúc đầu không, em không xảy ra tình dục luôn á. Vậy hả? Dạ. Ý là Yến nói bây giờ chấp nhận về sống chung. Bây giờ giống như là bạn chi kỷ, về tình dục thì không, cái không, chuyện đó không nghĩ đến. Dạ, em nói luôn là không có chuyện tình dục xảy ra. Sao vậy? Đối với em yêu cầu không có chuyện tình dục xảy ra. Vậy ai còn người ta muốn cho tiền bạc hay muốn cho em công việc gì thì tùy người ta. Sao nãy Yến nói là mình muốn lấy chồng mà. Lấy chồng, chuyện vợ chồng, chuyện đó là phải có chứ. Dạ, vợ chồng hả? Dạ em nói chung, em nói xong đó chỉ là tâm sự cái đó giỡn thôi. Còn này em nói thiệt nè. Nãy em nói gì, có chồng cưới đi rồi có. Là em thường hồi em nghe tao nói là cưới hỏi thì có chứ. Cưới hỏi là đó vậy đó, người ta bỏ con của người ta. Chứ người ta khi mà người ta tìm hiểu rồi Ý sợ người đó Yến sợ người nó quan hệ Yến có con rồi bỏ Yến tội nghiệp đúng không? Dạ. Rồi Yến phải nói là bây giờ anh nào mà làm đám cưới với em là em mới cho chuyện trai gái. Chuyện không cho luôn á. Sao vậy? Em chỉ nói chung sao người ta không làm đám hỏi đám cưới rồi có con thôi. Để có con trước rồi thấy kỳ. Thì cái chuyện mà vợ chồng đám cưới có con là chuyện bình thường mà Yến. Nó thấy gì đó bình thường mà. Rồi Yến không có muốn đẻ nữa đúng không? Dạ không muốn đẻ, em tính đi không muốn đẻ em. Không muốn đẻ thì có biện pháp mà ngừa thôi, ngừa thai. Yến bây giờ Yến vợ chồng nếu anh nào 50 mấy 60 là Yến vẫn chấp nhận cưới, nhưng bây giờ là không muốn để con với anh đó đúng không? Chịu nhưng cũng tùy đó. Người nó có thể xảy ra chuyện đó, nhưng mà sao đám cưới á.
là có thể may mắn được 50% thôi, có thể là không chọn em yêu người đó, cho em cho thấy nữa có điều kiện này đó thì có thể lo được cho con em á, thì có thể em cho, có thể. Tại vì hiện bây giờ Yến trong cái hoàn cảnh khổ đúng không? Ba mình không có chỗ trọ, con mình thì không có khả năng nuôi cho cháu ăn học. Yến sợ là người đó lỡ quan hệ có con khổ nữa. Đúng không? Đúng rồi, em đang khổ mà còn nếu giàu có chắc gì cho có con đâu. Mà bây giờ nếu có anh nào mà mời em về gọi là cơm nước giặt giũ cho ảnh trước á, ảnh thí dụ anh có cái căn nào ở trống ha, lâu lâu anh ghé nhà ăn cơm, giờ giặt giũ cho em làm ở đó, anh chịu không? Làm năm chịu không? Là đó ảnh rước mà em không cho quan hệ để ông không ảnh giận. Rồi thí dụ em thì cứ coi em như người 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 làm thôi, đừng có coi em là vợ nữa, coi người làm thôi, nếu làm được Từ thì từ từ từ, có tình cảm là mới tiến tới ha. tình cảm thì sao cưới hỏi thì không chừng yêu nhau, nhiều khi người ta cưới nhau cũng đâu phải con đâu, ta sẽ đang muốn người ta mới đợi con Bây giờ Yến là không tôn muốn có trọng con cả ha. hai luôn. Bây giờ trong thời gian bây giờ là muốn giúp đỡ Yến trước là cho Yến gọi là tìm hiểu, có thời gian tìm hiểu ha. Sao Yến không có cái yêu cầu gì về người bạn đời của mình ha? Tại vì khi mà mình đi cái nước cờ đi á, mình khó sửa cái lại cái bàn cờ lắm. Yến suy nghĩ thêm điều gì Yến nói trình bày cho ông bà của bác chị biết nhé. Suy nghĩ thì em suy nghĩ là muốn có một số tiền để đi làm. Ủa, bạn thì được, bạn tâm sự luôn thì được. Còn còn muốn đòi hỏi chuyện đó thì có con hay là đòi hỏi chuyện đó hay là muốn có con phải thương lượng nói chuyện riêng với em. Bây giờ là Yến nhờ anh cái clip, quay clip là tìm bạn trai cho em, là tìm cái bạn gái cho ba em luôn hả? Tìm, đúng rồi, tìm bạn trai được, bạn gái em bạn gái cũng được, Ý là tiền bạn gái cho ba em luôn đúng không? bạn gái bạn trai cũng được nhưng mà em không cho quan hệ. Ý là em bây giờ là một người nữ nào là người nữ đồng giới hả? Cũng được nhưng mà em nói em không cho quan hệ. Ý bây giờ là tìm nữ nam cũng được. Dạ Trời ơi, không, anh đừng có nghĩ bậy bạ, nghĩ như bạn nam bạn nữ có tâm sự nói chuyện bình thường rồi nè, chứ không phải là hai người yêu nhau hôn hít ôm hôn nắm tay đòi hỏi quan hệ gì dục gì đó thì em không cho, không 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 em nói không được. Và em nói em cần việc làm, tất nhiên cứ dùng cứ thỏa thuận thấy được thì làm một công việc tốt để gửi tiền lo cha mẹ nè. Bây giờ là em vừa muốn tìm một công việc làm, vừa muốn tìm bạn đời có cái chỗ ở đúng không? Dạ đúng rồi. Là người đó là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi vậy? 30 hả? Lớn tuổi cũng được. 30 đến 65 ha. Hay 70 được không? Trẻ hay lớn tuổi gì cũng được. Trời ơi, em bây giờ em mới có 31 tuổi Mà thôi. yêu cầu có điều kiện, có tiền. Là bây giờ là Để về bây giờ là cho em nữa chứ. cho em tiền ha. Là nếu mà tìm hiểu hợp là cưới luôn hả? Giống như cái này giống như cưới hả? Thì được, thì được, thương thì cưới nhưng mà cái vụ quan hệ thì em không cho. Ha. Có thể xảy ra, thì khi yêu nhau á, yêu nhau thì có thể xảy ra. Và em có mong muốn yêu cầu Có gì trường anh? hợp lúc trước em bị hiếp. Em có yêu cầu anh đó như thế Yêu nào? nhau mà bắt buộc là phải làm đám cưới. Rồi có thể, em nói chỉ có thể thôi. Cái hoàn cảnh của Yến hiện tại như thế nào, trình cho bài cho ông bà của bác chị được biết nhé. Là ý em nói em đang rất khó khăn nên cần mạnh thường quân Yến bây giờ Yến sống với ai? giúp đỡ cho em Yến để lo được có tuổi mấy già đứa của em. con? Em bây giờ em sống với ai? Có Em mấy đứa sống con? có một người con thôi, thì con em là ông anh ổng đang giữ mà ổng khổ lắm. Còn em thì đang cần Chờ ở hả hay sao? cần nói chung cần 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 chờ ở, lo cho chồng ba việc em làm luôn nè, à, lo ba em luôn đúng không? Cần cần một lo cho công ba việc tốt em, để lo ba. lo con em luôn. Là 65 70 tuổi cũng chịu luôn hả? Chịu dài dữ vậy. Bạn mà làm bạn mà rồi
chứ không làm bạn không em để nói em không có quan hệ bạn bè nói chuyện thôi, ví dụ thương đồng nghiệp em thì người ta cũng giúp tiền bạc, người ta cũng cho tâm sự cũng được, coi như bạn thôi. Tại em rất là khó khăn, em tính xin mạnh thường quân giúp đỡ cho em cho lo cho ông cụ. Dạ, nhưng tận là ông cụ nay cũng già yếu rồi mà em không có tiền gửi về á, thì tính xin tiền bạc để giúp đỡ cho ông cụ á, cho ông ví dụ như mình không có tiền bạc thì mình cho chăn ga gói mền đó cho ông cụ ấm, tại vì ông cụ có hai người con em và ông anh, nhiều hai người ai cũng khổ hết. Rồi cái chuyện kia thì đó là chuyện vui, thì bạn bè nói chuyện vui với nhau, yêu đương thì từ từ tìm hiểu và tính tới, còn hiện tại em xin giúp đỡ cho ông cụ thôi. Kèm theo điều kiện là nếu mà thấy hợp là có thể tiến xa hơn đúng không? Là nam nữ gì cũng được luôn hả? Sắp bị đuổi ra khỏi phòng rồi, thiếu bao thiếu rồi tháng 1 đúng không? Hả? Thiếu rồi tháng 1 tới giờ đúng không? Đâu có chữ gì? Thì thiếu gì đâu, gì, đâu có gì dài gì mấy tháng dữ vậy? Có, hòa hai tháng nè. Rồi ông cụ cũng thiếu 2-3 tháng nữa. 3 tháng gì đó, giờ không có nhiều đâu. Thiếu 3 tháng. Thì hôm nay anh có cái phần quà của cái cô Thức á. Cô Thức gửi cho ba em 300, còn phần còn lại 200 của chú Ráng. Bây giờ em có lời nào gửi đến hai vị mẹ thương quân đó không? Dạ em cảm ơn anh Giàu, cảm ơn cô Thức của chú Ráng. Dạ, cũng nhờ anh giúp đỡ cho. Rồi cảm ơn cũng giúp đỡ nhờ anh Giàu, công sự cũng nhờ anh Giàu anh giúp cũng rất là tốt với gia đình em. Bây giờ nè, anh vừa nói là cho ai cho ai? Chị Thúc. Cô. Cô Thúc đã giúp đỡ cho gia đình con và giúp đỡ cho ba con, nhận cảm ơn cô. Rồi, nãy anh nói là cho ai bao nhiêu tiền em nhớ không? Cho em gửi cho ba 300, gửi cho em 200. Dạ con rất cảm ơn cô. Dạ cảm ơn Giàu. Giàu cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em Hiến để có số tiền trang trải cuộc sống vượt qua lúc khó khăn. Giàu xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị đã xem clip.